Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Anh Xanh MMO và FC TQT và HLI đến tham dự vòng tứ kết giải bóng đá siêu 91 Champions League 2024. Thank you.
Xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với trận tứ kết thứ 3 thuộc giải bóng đá cộng đồng doanh nhân CEO 91 Champions League 2024. Và trong trận tứ kết này sẽ là cuộc đối đầu giữa Einstein MMO và TQT và HLI. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Einstein MMO bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Và cùng với đó là TQT HLI bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Đã có hai cú sút được tung ra bên phía của MMO. Và trong ngày hôm nay, Einstein MMO ra sân với trang phục áo xanh quần xanh, và cùng với đó HLI ra sân với trang phục áo trắng quần xanh. Ở trận tứ kết vừa trước đó thôi thì HNQ Auto đã có một chiến thắng rất đậm với tỷ số là 8-1. Phát bóng lên cho các cầu thủ Einstein MMO. Long Vũ, Văn Thiệu dứt điểm từ rất xa. Thủ thành của HLI đã ôm gọn trái bóng trong tay. Và đây là pha xoay sở của số 19 Nguyễn Văn Ảnh. Văn Thiệu đã cướp được bóng, đá biên cho MMO. Người thực hiện pha đá biên sẽ là Trung Hiếu. Pha kéo bóng khá hay. Văn Thiện. Đây là số 69. Khéo léo. Pha chạy bóng khá khéo léo nhưng mà bóng đã thuộc về các cầu thủ HLI. Đã quay trở lại với vị trí của đá biên cho HLI. Đi hết đường biên ngang. Phát bóng lên cho các cầu thủ MMO. Văn Thiện. Và chuyền bóng không tốt của Văn Thiện. Đá biên cho HLI. Và chèo bóng lên rất cao. Bóng thành công, dứt điểm ngay. Và dứt điểm có phần vội vàng của số 7 bên phía HLI, đó là Trần Minh Vương. Văn Thiện làm tường thành công, trả bóng giả, dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm vọt xạ của Trung Hiếu. Tầng bóng bằng đầu của số 56 bên phía HLI. Và thả đáy tốt.
Hai trả bóng vào trong là không thành công của Thế Duy. Đá biên cho MMO. Phá tụt, dứt điểm. Rất mạnh của thủ môn bên phía HLI. Mất bóng rồi. Bóng sân khá trơn. Đá biên cho anh em bầu. Văn Thiệu. Trung Hiếu. Khá dắt và dứt điểm không vào. Và dứt điểm đang chú ý của số 69 Nguyễn Lương Hạnh. Và cắt bóng thành công. Bóng đẩy ra không vào. Thêm pha dứt điểm nữa của Lương Hạnh. Và phát bóng lên của HLI. Văn Thiện. Bóng vẫn được tiếp tục. Đá biên cho MMO. Văn Thiệu. Văn Thiệu truyền cho Văn Thiện. Trung Hiếu. Hoàng Hải. Để Văn Thiện. Hoàng Hải. Bóng thành công của số 56 Hữu Thái bên phía HLI. Đá biên cho MMO. Lương Hạnh. Trung Hiếu. Và đẩy bóng hơi dài của Lương Hạnh. Thiện. Đã mất bóng rồi. Và cản phá thành công của Văn Thiệu. Thế Duy. Quá người dứt điểm vào. Không vào. Vào cái lưới ngoài rồi. Vào lưới ngoài rồi quý vị ơi. Văn Thiện. Thế Duy. Cơ hội phản công cho HLI không thành công. Khá đấy. Đá biên cho HLI. Dứt điểm ngay. Cũng có đá phạt góc cho HLI. Và dứt điểm rất căng của số 19 Nguyễn Văn Anh. Tốc độ của Văn Thiện. Thế Duy đang xin bóng. Dứt điểm không vào. Thực sự trong tình huống vừa rồi, khoảng trống của Thế Duy là rất lớn. Văn Thiện đã quyết định đi bóng và dứt điểm.
đã biên cho Ali. Đã đánh đầu phá bóng thành công của Văn Thiệu. Thái sẽ là người thực hiện pha đá biên cho HLI, sẽ bóng vào, phá hóa bóng an toàn của thủ thành bên phía MMO. Duy Hưởng, Trung Hiếu, Thế Duy, Hoàng Hải, chuyển bóng không thành công của Hoàng Hải. Lấy bóng thành công của Duy Thiện. Phát bóng lên cho các cầu thủ HLI. Solo của Trần Minh Vương. Trái với chuyền bóng. Nỗ lực không thành công của Văn Anh. Văn Thiện. Văn Thiện. Đường Hạnh. Minh Vương. Duy Hưởng phá dứt điểm rất mạnh của Duy Hưởng. Rất khỏe đến từ Văn Anh. Suýt chút nữa thì đã có pha đốt lưới nhà. Văn Thiện, Hoàng Hải, Duy Hưởng, đây là Văn Anh, nhịp đẩy bóng là hơi dài, trọng tài cho rằng không có lỗi, đấu được tiếp tục, Trung Hiếu, dứt điểm ngay. Bóng không thành công của Việt Hà. Đường Hạnh. Minh Vương phá dứt điểm ngay đến từ vị trí của Minh Vương. Hiếu, Văn Thiện, Văn Thiện, và với bóng không thành công của Thế Duy nhưng bóng đã quay trở lại. Văn Thiện dứt điểm không vào, bóng đã chạm sang ngang khung thành. Ta cùng xem lại. Và dứt điểm có phần rất tốt đến từ vị trí của Văn Thiện. Đã đập sang ngang, thiếu đi một chút gì đó sự may mắn.
Thiệu, Hoàng Hải, Thế Duy, Văn Thiệu, đặt bóng hay, chưa có khoảng trống. Lấy thu hồi bóng không thành công của Lương Hạnh và đó là pha phạm lỗi của thủ môn bên phía MMO. Đã có được một tấm thẻ vàng được rút ra. Người đang nằm sân đó chính là Việt Hà. Phạt đến từ các cầu thủ HLI và Văn Anh sẽ là người đứng trước chấm đá phạt. Chéo bóng vào. Chéo bóng khá bất ngờ của Văn Anh. Văn Thiện, Đường Hạnh, Trung Hiếu trả ra cho Hoàng Hải, rất khó. Đá phạt góc cho MMO. Vào Hoàng Hải, Văn Thiện lắc bóng thành công không qua được vị trí của Việt Hà. Văn Thiệu đó quyết định dứt điểm ngay từ giữa sân của Văn Thiệu. Chéo vào và đánh đầu không thành công của Văn Thiện. Chuyển khá nhịp nhàng đến từ vị trí của MMO nhưng Văn Thiện đã chuyển mất bóng để Trần Minh Vương. Hữu Thái, Hữu Thái không qua được vị trí của Văn Thiện. Hữu Dương, Văn Thiệu rất khỏe. Đã biên cho MMO. Đã biên cho MMO. Mở vào
sẽ thực hiện phá chéo vào. Rất khó trong tư thế dứt điểm vừa rồi. Văn Thiện. Đã có tình huống phạm lỗi. Người đứng trước bóng chính là Lương Hạnh. Thể là mở ra khoảng trông khoảng không sút cho Văn Thiệu. Văn Thiệu dứt điểm không vào. Thủ thành của HLI đã ôm trọn trái bóng trong tay. Biên cho MMO. Thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên là không còn nhiều. Pha tranh cướp bóng rất quyết liệt. Hoàng Hải có nhịp qua người nào của Hoàng Hải cả. Đá biên cho MMO. Văn Thiệu. Hoàng Hải. Văn Thiện. Thế Duy đã có tình huống kéo người. Văn Thiệu. Văn Thiện. Phần lớn thời gian kiểm soát bóng của trận đấu nghiêng về MMO, nhưng họ vẫn chưa thể đưa cho mình về thế lợi thế khi tỷ số vẫn đang là không đều. Trung Hiếu và chuyển bóng cho Lương Hạnh không thành công của Trung Hiếu. Đã
nhiều. Và cắt bóng thành công của Việt Hà. Văn Anh dứt điểm ngay, không vào. Vị trí của Minh Vương, Văn Anh không vào. Rất đáng tiếc với hai pha dứt điểm vừa rồi của Ali. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm đầu tiên của Văn Anh. Pha bắt vô lê nối bóng đâm xa ngang thành, nảy ra cho vị trí của Minh Vương. Và thêm pha dứt điểm nữa của Văn Anh. Tỷ số vẫn đang là không đều cho đến phút thứ 25 của trận đấu. Hoàng Hải, Lương Hạnh và phá bóng an toàn của thủ thành bên phía HLI. Trung Hiếu chéo bóng vào, phá bóng thành công đến từ vị trí của Hữu Thái. Đây là Minh Vương, Văn Anh, Minh Vương. Bắt bóng lên cho các cầu thủ MMO. Văn Thiệu. Độ Văn Thiện đã mở ra khoảng trống, không thể thực hiện pha dứt điểm. Và đây là Văn Anh, pha dứt điểm từ rất xa. Trận đấu càng về những phút cuối hiệp 1 thì liên tiếp những pha dứt điểm phải được nhiều hơn. Phải nói đến HLI, họ không cần cầm bóng nhiều. Mình tính đến pha dứt điểm thì họ cũng không thua kém gì so với MMO. Lương Hạnh. À, đội bóng không thành công. Hoàng Hải. Khoảng trống cho Lương Hạnh, không thể dứt điểm. Minh Vương, bên phải cánh phải có Văn Anh, không thể qua người. Và cắt bóng thành công của Văn Thiệu. Đây là Văn Thiện, quả háng thành công, xin được 30. Bóng thành công đến vị trí của Thế Duy. Bóng quay trở lại với HLI. Việt Hà. Đây là pha dứt điểm của Duy Hưởng. Trận đấu đã đi về phút thứ 29. Trung Hiếu. Văn Thiện. Thành công. Và phá bóng an toàn của thủ thành bên phía HLI. Trung Hiếu. Hoàng Hải. Kéo bóng thành công. Rất tự tin. Hoàng Hải. Văn Thiện. Điểm không thành công. Bóng quay trở lại với MMO. Hoàng Hải, Duy Hưởng, Văn Thiệu, Thế Duy, Đáng Ngang, có khoảng trống cho Trung Hiếu nhưng Trung Hiếu không thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Và đây là cơ hội phản công cho HLI, dứt điểm không vào.
Pha dứt điểm có phần vội vàng của Việt Hà. Pha bắt bóng lúng túng của thủ thành bên phía MMO. Bóng khá trơn. Văn Thiện. Có lẽ đây sẽ là đường phản công cuối cùng cho MMO. Đường Hạnh, Thế Duy. Dứt điểm. Và ngay trong phút cuối hiệp 1, bàn thắng đã đến với các cầu thủ MMO. Người lập công đó chính là Thế Duy. 1-0 cho MMO. Và có lẽ sau pha ăn mừng này sẽ là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Ta cùng chào đón nhau trong hiệp thi đấu thứ hai.
thắng nào. Bóng đâu? Vượt vào bóng đi. Nè, chưa bóng. Tiếng còi hiệp thi đấu thứ hai đã được vang lên. Trong hiệp thi đấu thứ nhất thì MMO đã giúp cho mình có lợi thế với một bàn thắng được ghi do công của Thế Duy. Và trong hiệp thi đấu thứ hai thì đội hình của MMO có khá nhiều sự thay đổi. Vào sân đó chính là số 26 Duy Bình, cùng với đó là số 20 21 Minh Hiếu và số 20 Phú Hưng để đá phạt cho MMO. Minh Hiếu để Thế Duy đã qua người thành công, đã thêm tình huống lỗi nữa. Có một tấm thẻ vàng được rút ra cho cổ động viên. Một tấm váng đậu được rút ra cho cổ động viên. Và đây sẽ là pha đá phạt nguy hiểm đáng chú ý dành cho MMO. Người được chiếc bóng đó chính là Duy Bình. Phải dứt điểm không qua được hàng rào. Không vào. Và tỉa bóng này đến từ vị trí của Văn Thiện. Duy Hưởng. Văn Anh. Hữu Thái. À, qua người không thành công đến từ vị trí của Hữu Thái. Đá biên cho HLI. Chéo bóng vào. Phản công cho MMO. Một bóng rất hay, dứt điểm. Minh Vương. Bóng vẫn còn. Đây là tốc độ. Và cản phá thành công của Văn Anh. Dứt điểm không vào. Đó là cái lắc đầu của Lương Hạnh. Văn Anh. Chuyển bóng không thành công Văn Anh nhưng bóng vẫn lên chân của Duy Hưởng. Biên cho HLI.
Phải trường bóng không thành công. Đường Hạnh. Đường sáng rất khỏe. Thì có thể thua thiệt nhưng sức bền. Thì chưa biết được ai ăn này. Đường sáng. Hai sự thay đổi người bên phía cầu thủ MMO. Vậy là tất cả các cầu thủ thi đấu trong hiệp thi đấu đầu tiên đã ra sân. Xin lỗi, không phải tất cả, trên sân vẫn còn Thế Duy và vị trí thủ môn để số 88. Bóng vẫn còn. Vào! Như vậy là đã có pha đốt lưới nhà của Duy Hưởng. Nói đến pha đi bóng của Thế Duy. Hai không cho MMO. Chọn trái bóng trong tay Duy Bình. Tiếp tục là pha đá biên cho MMO. Quá người rất hay của Phú Hưng. À, căng ngang vào thì đã hơi bổng. Phú Hưng. Đội phản công cho MMO. Thế Duy dứt điểm không vào. Để pha dứt điểm ở vị trí chưa là thích hợp lắm. Trong đà di chuyển là hơi vơi. Phú Hưng. Và chéo bóng rất hay. Cái điểm hụt của Thế Duy. Minh Hiếu. Và chạy vào chắn bóng rất khéo léo đến từ vị trí của Minh Hiếu. Là pha đá biên cho HLI.
đá biên cho Halley. Nguyễn Sang. Nguyễn Sang chơi không vào. Long Vũ đã xử lý tốt tình huống vừa rồi. Thả. Đá biên cho em MMO. Minh Vương. Quá người hay. Liệu có cơ hội dứt điểm hay không? Không thể thực hiện pha dứt điểm trong tình huống vừa rồi. 88 đã lui về phòng ngự kịp thời. Đá biên cho MMO. Đã cắt bóng thành công của Văn Anh. Quân. Văn Thành. Duy Bình. Cắt bóng thành công của Duy Hưởng. Đã có tình huống đẩy sau. Đã phạt cho HLY. Đã chèo bóng lên rất cao. Hương. Và bóng tốt của chị ở Long Vũ. Trong tình huống vừa rồi thì thủ môn bên phía HLY đã xử lý không tốt. Suýt chút nữa thì đã có thêm bàn thắng cho MMO. Dàn bóng tốt của Minh Vương và đây là tốc độ Duy Hưởng. Và cứu bóng thành công của Văn Thành. Duy Bình. Và có phần hơi điệu đến từ vị trí của Duy Bình. Nhưng đây là cơ hội phản công cho MMO. Tình huống nằm sân từ vị trí của cầu thủ MMO. Chúng ta cùng xem lại pha phạm lỗi khá thô.
pha vuốt mũi, đó là pha vuốt mu. Bóng đi lệch hướng rất nhiều. Thành công của cầu thủ MMO. Đã có sự thay đổi người bên phía MMO. Ra sân đó chính là Duy Bình và Thế Duy. Và vào sân đó sẽ là Ngọc Lâm và Văn Hiếu. Liệu Văn Hiếu có thể để lại dấu ấn gì cho bản thân trong ngày thi đấu ngày hôm nay hay không? Văn Hiếu được trưởng thành trong lò đào tạo của sinh viên công đoàn. Pha đi bóng không thành công của Văn Ảnh. Phương đi bóng không thành công của Phương, dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Văn Ảnh. Và cùng xem lại pha để mất bóng của Phương. Pha dứt điểm đấy cũng có phần dễ hiểu thôi. Khoảng trống đã được mở ra rất nhiều. Minh Hiếu trả sang Minh Hiếu. Văn Hiếu lắc người hay, dứt điểm không vào. Đó pha bút chì của Văn Hiếu. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp nhịp nhàng của MMO. Pha lắc người của Văn Hiếu, dứt điểm bằng bút chì. Đá biên cho, đá phạt góc cho MMO. Dứt điểm. Thêm quả đá phạt góc cho MMO. Bóng vào. Vương. Tại sân đang khá trơn. Văn Anh. Việt Hà. Bỏ qua được vị trí của Phú Hưng. Văn Hiếu. Ngọc Lâm. Văn Hiếu. Rất hay. Và cắt bóng không thành công của Văn Hiếu. Cứu bóng thành công. Xin chút nữa thì đã có bàn thắng cho HLI. Văn Anh. Ngọc Lâm. Văn Hiếu.
Minh Hiếu. Văn Hiếu dứt điểm không vào. Rất đáng tiếc đối với vị trí của Văn Hiếu. Và dứt điểm ở vị trí có thể là thuận lợi nhất cho anh. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm có phần hơi với của Văn Anh. Phú Hưng. MMO xoay tua rất nhiều. Đá biên cho MMO. Phạt cho Harley. Hiện tại thì MMO đã thay luôn cả vị trí thủ môn. Chúng ta có thể nhìn thấy được sự quyết tâm của Harley. Việt Hà quá trơn. Đến bây giờ thì HLI đã có sự thay đổi người đầu tiên trong trận thi đấu ngày hôm nay. Trận đấu đã đi đến phút thứ 53, chỉ còn có 7 phút nữa thôi thì thời gian chính thức kết thúc. Phú Hưng. Ngọc Lâm. Phú Hưng. Rất hay. Rất nhịp nhàng. Bóng vẫn còn. Đây là Minh Vương. Bóng vẫn còn, trả bóng ra, không vào. Có lẽ phải nói đến tình huống cuối cùng, hình như có một người ở dưới đáy chạm bóng và đá ra cột sau. À không, đó chính là anh nhặt bóng. Ngọc Lâm. Quả người rất hay, Phú Hưng. Không thể thực hiện pha dứt điểm trong tình huống vừa rồi, Việt Hà 2-2. Căng ngang không thành công. Đó là nỗ lực đưa bóng vào trong của số 18 Trần Trung. Biên cho HLI, bóng không qua được vị trí của Ngọc Lâm. Và đây là tốc độ. Bóng có lẽ sẽ cuộn ngược lại và đây là cơ hội. Thời cơ đã lại trôi qua đối với HLI. Minh Hiếu. Ngọc Lâm. Đấy có vị trí của Bùi Minh Nam.
Quang Đạt, Ngọc Lâm kéo bóng rất hay. Dứt điểm ngay. Có lẽ thủ môn phía HLI đã rất đau trong tình huống vừa rồi. Tôi thấy bóng đã đập thẳng vào ngực. Đã lại bạc rất căng vào phía thủ môn của HLI. À, trượt cỏ của Phú Hưng. Và có lẽ FC Anh Thành MMO sẽ là cái tên được viết tiếp vào vòng sau của giải CEO 91 Champions League. Và đây là cú dứt điểm rất hay của Phú Hưng. Bóng đã đi vọt xả. Chúng ta cùng xem lại. Và rưỡi mù. Đã đáng tiếc với vị trí của Phú Hưng. Rất muốn để lại tên mình trên bảng điện tử. Ôm gọn trái bóng trong tay. Đến từ vị trí của Cao Minh Tú. Cao Minh Tú đã rút ra để thay cho vị trí thủ môn đầu tiên Hoàng Long Vũ. Quang Đạt về bóng rất hay. Phú Hưng, Ngọc Lâm. Đá đấy. Thêm một cơ hội đáng tiếc được trôi qua cho MMO. Đá biên cho HLI. Pha chuyền bóng khá khó hiểu đến từ vị trí của Phan Hành. Có lẽ vội lắm rồi. Ngọc Lâm, Phú Hưng đá biên cho MMO. Quang Đạt chí của Minh Hiếu. Ngọc Lâm, Quang Đạt rất bình tĩnh. Minh Nam, Ngọc Lâm dứt điểm ngay. Pha thi đấu rất khó hiểu đến từ thủ môn của HLI. Phú Hưng phải tỉa bóng xuống của Quang Đạt. Minh Vương đội bóng chưa đủ tốt của Minh Vương. Rất khỏe. Phú Hưng hiểu rồi, phản công cho HLI. Cắt bóng thành công đến từ vị trí của Quang Đạt. Minh Hiếu chưa thể tìm ra khoảng trống nhưng lại lựa chọn dứt điểm ngay vào góc gần. Quang Đạt, Minh Hiếu trả sang, chưa thể dứt điểm. Phạt góc cho MMO. Và có lẽ sau quả đá phạt góc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu sẽ được vang lên mà thôi. Tỷ số đã an bài.
liệu cơ hội cuối cùng này thì MMO có thể ghi thêm cho mình một bàn thắng hay không. Chuyển bóng về rồi. Phú Hưng phá đi bóng rất khó chịu của Phú Hưng. Bóng an toàn từ vị trí Ngọc Lâm đánh gót. Vừa nói an toàn thì đã xảy ra nguy hiểm. Dứt điểm không vào. Đó, pha dứt điểm đáng tiếc của vị trí của Việt Hà. Vừa nói đến pha đỡ bóng thì pha đánh gót tiếp theo. Đã phạt góc cho HLI. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã được vang lên. Tỷ số là 2-0 nghiêng về FC Einstein MMO. Vậy là đã có cái tên đi tiếp trong giải bóng đá cộng đồng doanh nhân CO91 Champions League 2024.